từ năm 12 kết quả siêu âm là nhân vô hóa tuyến giáp và u sơ tử cung từ mùng 1 tháng 4. Đấy, cái sau cái ngày sinh của đấy, 2016 đấy, 2017 đấy. À, năm ngoái đấy và cùng với đầy đấy, 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 đấy. Sau đấy. Sau khi đi về nhá, thế là bấm xong thì đúng mùng 1 tháng 6 của 2017 siêu âm hết. À, trong bao nhiêu ngày? Nôm na là mình cứ độ trong gần 2 tháng đi. Gần 2 tháng. Đấy, vì mình không ngày bấm, bạn thì không có công việc ở nhà đâu mà. Thế là hết. Hết thì em bấm em làm pháp đồ thế này. À, ok. Thông hết nghe. Được. Vào tử cung. Tiêu biểu vào tử cung, tan máu bầm vào tử cung. Tử cung là huyệt bao nhiêu? 7, 6, 3. Em không nhớ nữa, nhưng tóm lại là ở đây đúng không? Tóm lại rằng là em soạn ra sách, bắt đầu em bấm lần lượt bộ, thông hết nghe. Xong vào tử cung thì huyệt tử cung em cho vào. Xong tiêu biếu vào đâu vào tử cung cũng vậy. Huyệt tiêu biếu, huyệt tử cung cho vào. Xong tan máu bầm vào đâu cũng vậy. Huyệt tan máu bầm vào huyệt tiêu và huyệt tử cung. Toàn luôn à? Không có gì đâu à? Không gì thì hơi thôi. Mình không, chỉ hơi đi đi xét nghiệm là hết sạch luôn. Hết sạch luôn. Thế xong bác sĩ xét nghiệm cho mình bảo may làm gì có. Thế thế xong thì là em bảo là chứ chị siêu âm cho em là có u sơ tử cung mà em có kết quả đấy mà. Bác sĩ bảo thế may làm cách nào? Bảo em đi học diễn trần. Em bấm theo diễn trần. 8. Đấy. Thế là ok chưa? Cha rẻ năm nay đẹp hơn năm ngoái nhiều không? Năm ngoái đen sạm. Rồi mà lại lên 3 cân nữa. 3 cân à? Rồi 53 kg. Đấy.